Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Lâm Tâm Như sinh ngày 27 tháng 1 năm 1976 tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan, là một nữ diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất nổi tiếng ở Đài Loan, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác. Lâm Tâm Như từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim, nhưng nổi bật nhất là vai diễn Hạ Tử Vi trong bộ phim truyền hình ăn khách Hoàng Châu Cách Cách. Lâm Tâm Như còn nổi tiếng qua các bộ phim như Mỹ Nhân Tâm Kế, Khuynh Thế Hoàng Phi. Năm 2011, Lâm Tâm Như cùng dàn diễn viên ăn khách hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ lúc bấy giờ là Triệu Vi, Tô Hữu Bằng, Cổ Cử Cơ góp mặt trong phim khác chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Giao, Tân Dòng Sông Ly Biệt. Phim thu hút được thành công lớn ở châu Á. Đây cũng là sản phẩm truyền hình ăn khách nhất Trung Quốc năm 2001. Năm 2004, Lâm Tâm Như phát hành album thứ 3 Điều Tôi Có. Album là một cuốn tự truyện của nữ ca sĩ, thể hiện bước đường từ ngây ngô đến trưởng thành của cô. Năm 2006, Lâm Tâm Như đóng Đại Từ Đường. Đại Từ Đường bấm máy quay từ năm 2006, nhưng vì nhiều lý do, mãi đến năm 2009 phim mới được lên sóng. Vai diễn Trịnh Tú Văn của Lâm Tâm Như xuyên suốt tác phẩm. Năm 2008, Lâm Tâm Như ra album Tân Như Chủ Nghĩa. 10 ca khúc trong album là những bản tình ca an ủi những người đau khổ vì tình yêu, nhìn lại những trải nghiệm tình yêu trong đời. Nhưng trên hết, Tân Như Chủ Nghĩa thể hiện tinh thần độc lập, tích cực, dũng cảm, khiến người nghe cảm thấy một Lâm Tâm Như mới mẻ. Năm 2012, phim Thư Thư Nhất Chi Hoa do Lâm Tâm Như sản xuất và đóng vai chính phát sóng. Phim nhận được sự quan tâm của độc giả. Tuy nhiên, với hình tượng gái ế, ngây ngô, Lâm Tâm Như không làm hài lòng tất cả người hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những tiểu sự hay và mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.